Mà xin chào các bác nha. Tiếp tục em lên cho các bác một con máy lọc không khí của Saab. Đấy, đây là một con máy lọc không khí của Saab các bác nhá. Con này là KCF40. Đấy, với cái thiết kế rất là đẹp. Con này chỉ hơi tiếc cái là về đây này. Ở đây thì em thấy như là nó bị thiếu một cái cánh chia gió ấy. Thực ra cái cánh chia gió lại chả cần, bởi vì là mình mở thông tuông là nhìn nó mát hơn đúng không ạ? Cánh chia gió thì nó cũng chỉ dựng nhà thôi các bạn. Đây này. Ở đây nó có một cái cánh chia gió đây này. Nó sẽ để đúng này luôn này. Đấy, thì nó chia một chút đằng sau. Và nó nhìn cho nó ngầu chứ các bạn, chứ còn thực ra chẳng cần. Rồi, ở đây thì nó có cái này là cái két nước nhá. Các bác hết nước thì các bác sẽ cho đây nhá. Nhấc cái ra cho nước vào để nó buồm nhá. Đây. Đấy, xoáy cái nắp này ra, đổ nước vào. Đấy, để nó buồm. Đấy, xong rồi cho nước vào thì đậy và để vào đây. Đấy, thì nó sẽ đây. Hiện tại như nó đang báo là hết nước này. Đấy, nó đang báo là hết nước này. Đấy, có cho nước vào thì nó sẽ trở lại bình thường. Ở đây thì các bác nào thích dịch nhé, tải cho em cái phần mềm này này. Đấy, dịch này. Em sẽ dịch từ tiếng Nhật sang nhé. À, Rập xíu ở đây, Nhật đây. Đây, nó sẽ là như thế này. Đấy, nó sẽ ra hết đây các bác nhé. Đấy, chăm sóc bộ lọc rồi tạo im lặng này. Luồng không khí, đây là kiểu luồng không khí này. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ làm màn hình đẹp, độ ẩm cao thấp này. Cái đỏ đỏ này là cái gì đây? Cung cấp nước, đấy nó đang báo là hết nước này. Đấy, cho nước vào thì nó sẽ không báo nữa các bác nhá. Cái này là lọc nhanh này, cái này lọc nhanh này. Dừng lại và bắt đầu. Cái này là bật tắt nhá. Bật tắt này, cái này là dừng lại này. Đấy, bật tắt này. Cái này là đảo gió này. À, cái này là để lọc nhanh này. Đấy. Nó sẽ lọc nhanh. Đấy. Còn ở đây nó là cái gì đây? Em xem nào. Đủ ở mức tính này. À đây, đây là độ ẩm, đây là cái báo độ ẩm nhá. Đây là trung bình này, đấy, cao này, thấp này, thấp, trung bình và cao, đây là đang ở độ ẩm trung bình. Đấy. Đây là các chế độ này. Đấy, đây em xem các chế độ gì nào. Mùa mưa này, hoa phấn này. Sức. Cái này là nó có cả các theo mùa nhé. Ví dụ mùa ẩm thì mình sẽ cho vào các chế độ này. Đây, đây là ẩm này. Đấy, mùa ẩm này. Nó sẽ có chế độ lọc khác nhau. Đấy, đơn giản vậy thôi. Tóm lại là gì? Các bác không cần phải hiểu quá nhiều về các cái này để làm gì. Mình chỉ cần gì ạ? Tắt này. Mở này. Nó ngay lập tức nó sẽ để chế độ tự động. Đây đang ở chế độ tự động. Đấy, thế thôi. Không cần phải làm gì nhiều. Còn bác nào thích chỉnh các chế độ khác thì mình sẽ tải cái phần mềm như em vừa bảo nhé. Đấy, các bác vào điện thoại là nó tải được cái đấy. Nó là các bác ghi là cái tải phần mềm dịch. Thế là nó có hết sẵn như thế rồi thì nó mình sẽ dùng thôi. Đấy. Con này lọc rất là sướng các bạn, không khí lọc sạch ạ. Nhà em ở nhà đang dùng hai con, một con em để trong cái phòng khách. Con phòng khách thì em dùng con to cơ, con to như thế này. Đấy, còn con một con như này nữa thì để ở phòng ngủ. Đấy, đang dùng hai con, dùng thích phết các bạn. Thở thiếc nó cũng trong lành. Đấy. Đây, đây là cái màng lọc của nó này. Đấy. Màng lọc này thì các bác lên trên mạng đặt có thể thay được nhé. Đấy, về dùng lâu dài mình có thể thay màng lọc được. Rất là dễ. Hay ở cái chỗ các em thích nhất là cái con này này các bạn. Ở nhà ấy, em lên trên công ty nhá, lười không bật đấy. Thế là nhiều khi là da nó khô ấy. Về nhà lúc nào các bác nhìn da đẹp cực kỳ luôn. Riêng da em về nhà không bao giờ có chuyện khô keo luôn, bởi vì nó lúc nào em bật. Kể cả đi làm này em cứ để sẵn nhà kệ nó, cứ vứt ở nhà cho nó chạy, nhà nó sạch, về hít không khí nó trong lành và nó buồm quá, mùa khô hanh nó buồm nó cũng tốt đấy. Còn nếu nhà bác nào mà có đủ ẩm rồi thì tôi không phải bù nữa đấy. Nhà em kiểu nó ở gần đằng khu vực ngoài đồng ấy, quá gió lồng lộng gió to lắm, mặt đường mà nó to đấy, đằng này nó quang vắng nên là nó gió to lắm, thế là nó thổi vào nó kiểu nó hanh khô ấy, quá. Còn nhiều nhà các bác làm ở trong cái khu ví dụ như Hà Nội này, ở chung cư chung kiếp ở trong trong dãy trọ thứ ấy, thì là em nghĩ là không cần phải thêm ẩm, vì là nó ở cái khu ấy nó sẽ ẩm nó cao, mình không cần phải thêm. Đấy, nói chung là tùy khu vực từng nhà. Rồi, thế con máy Saab KCF40 này thì để các bác. Con này thì bình thường nếu mà nó còn cái này để cho nó đẹp ấy, thực ra nó chả quan trọng, nó chỉ là một cái nhựa nhỏ nhỏ chắn mà. Thì nếu mà còn con đấy thì để các bác con này là 1,4 triệu thôi.
Bắt đầu lấy con này để các bác 950.000 nhá. Này, 950. Bác nào chốt con này alo cho em nhá. Hôm nay em xả con vui. 950. Này, bác nào chốt alo cho em nhá. Xin chào các bác.